Xin chào mọi người, mình là Long Bùi. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái clip về cái dòng đàn HD120. Thì cái clip này của mình á, mình làm là về phần kỹ thuật. Thì mình sẽ phân tích cho bạn về cái kết cấu của cái đàn HD120 và cái kỹ thuật là kỹ thuật về cái canh chỉnh ráp ráp cái đàn HD120 này, để cho các bạn ở xa có thể là chọn cho mình được một cái đàn gỗ thịt, gọi là trong tầm giá mà cho những người mới tập. Thì một cái dùng một cái dòng đàn gọi là gỗ chứ không phải là ván ép ha, để cho các bạn được tham khảo cái clip này của mình, để cho chọn được một cái đàn gọi là ưng ý cho những người là mới chơi, đang tập chơi và có thể là chơi được rồi, thì các bạn có thể dùng được cái dòng đàn HD120 là giá 1.200.000 này để các bạn chơi ha. Đây là dòng đàn HD120. Cái kết cấu của cái đàn HD120 này á, là gọi là full solid. Full solid có nghĩa là sao? Có nghĩa là lưng hông đàn là một loại gỗ và mặt là một loại gỗ. Thì mặt hiện tại là tất cả các đàn, cây đàn là đều là mặt là gỗ thông hết, mặt gỗ thông hết. Những cái đàn cải tiến thì mình sẽ phân tích cho bạn về cái full gỗ sau nữa ha. Đây là một cái dòng đàn mặt là gỗ thông, lưng hông là gỗ hồng đào và là gỗ Phật ha, full solid, gỗ nghiêng tấm. Cái này là dáng A cho những bạn mà nữ hoặc là bạn nam có vóc dáng hơi nhỏ nhỏ con thì có thể ôm cái dòng đàn này để cho nó gọn trong người, ôm cái dòng đàn này cho nó gọn trong người, để khi mình đánh nó không bị vướng vào cái cơ vai này, để cho mình chơi được nhiều bản nhạc mà nó không bị ơ cơ vai. Và cái âm thanh của cái đàn thùng dáng A này nó sẽ rất là quang, để cho những cái bạn có thể chơi đệm hát hoặc là đánh cho đám đông bạn bè để cho mình nghe. Thì cái dòng HD120 này á, thì hiện tại đang được mọi người trên cả nước mình dùng rất là nhiều. Cần đàn của cây này thì cũng được làm bằng gỗ hồng đào. Tuốt của cây đàn này là được làm bằng tuốt gỗ mun, cho nên các bạn không lo về vấn đề cong và rút. Thì cái đàn này sẽ được làm một cái ti chỉnh cần ở trên trong. Cái đây là cái ti chỉnh cần. Thì cái ti này nó chống cong cần cho các bạn. Nó sẽ khi các bạn cái đàn của các bạn nó bị cong cần thì mình sẽ dùng cái lục giác mình sẽ quặn ti lại, thì cái cần nó sẽ về cái action ban đầu, để cho nó rất là thấp để cho các bạn bấm nó không bị đau tay ha. Thì cây này là cây dáng A nhỏ. Thì hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn trong tầm giá này với một cây đàn ngoại nhập khác nữa, đó là cây Rosen R135 mà hiện tại trên thị trường đang bán rất là nhiều. Bên mình cũng có bán Rosen luôn, nhưng mà mình sẽ phân tích cho bạn thì để các bạn tìm hiểu kỹ, tại vì cái dòng Rosen này theo thị hiếu của anh em xem những cái clip review hay mua đàn thì có hỏi, thì mình có nhập một ít và đỡ mình bán. Thì hôm nay mình sẽ trong tầm giá này mình sẽ so sánh về cái cấu hình của hai cây này để cho các bạn được dở hình dung, dở tìm hiểu ha. Thì cái dòng HD120 này bên mình làm là có dáng A và dáng D. Đây là dáng D, là dáng thùng eo lớn cho những bạn nam và những cái bạn người mà hơi to con thì các bạn ôm, hoặc là những bạn nào thích đánh bolero hay là những cái dòng nhạc ấm trữ tình thì các bạn có thể chơi cái thùng lớn này. Thì cấu hình của cây này cũng là full solid, thì nó giống như cái cây thùng dáng A thôi. Thì cái thùng này thùng dáng D, thùng dáng lớn, các bạn xem ha. Cái thùng này thùng dáng lớn lớn, cần cũng là gỗ hồng đào, tuốt cũng là gỗ mun, và cây đàn này cũng được làm bằng một cái bộ khóa đúc, cái độ giữ dây của nó rất là cao ha. Và cái dây đàn thì mình sẽ là lắp dây A206 để cho nó cái độ nhẹ bấm của nó cao, và cái độ nhuyễn dây này nó sẽ không làm cho các bạn bị đau tay hơn nhiều nữa. Đó là hai dáng của hai thùng đàn HD120 này. Đây là một cây HD120 mà full solid, mình tạo lên cái kiểu cách của cây đàn để cho cây đàn nó được màu mè, nó được khác đi một tí cho những bạn trẻ mà thích cái kiểu mới lạ. Thì đây là cái thằng full solid, có nghĩa là lưng, hông và mặt là một loại gỗ luôn ha, cần là cũng là một loại gỗ luôn. Là cây này hiện tại là đang gọi là full solid, lưng, hông, mặt và cần là một loại gỗ ha. Đây, một loại gỗ. Đây là cũng là cái thùng này cũng có hai dáng, dáng A và dáng D, thùng eo nhỏ và eo lớn ha. Đây các bạn xem ha. Cái đàn này thì âm thanh nó ra cũng giống y như mặt thông thôi, không khác gì hết cả. Nhưng mà bên mình có cải cách để cho cái phần đàn này, cái mặt này nó được nghiêng cho một cái bộ gỗ luôn, để cho các bạn dỡ thay đổi màu sắc một tí. Cái kết cấu của những cái phần đàn này thì kết cấu và cái gọi là cái kỹ thuật thì canh chỉnh này thì bên mình sẽ canh chỉnh những cái action này sao cho nó được thấp nhất có thể, để cho các bạn sử dụng được một cái đàn gọi là
ưng ý. Cái này á, thì nó có 0,5 ml thôi ha, 0,5 ml rất là thấp. Nó còn 0,5 ml thì nó tầm khoảng 2,5 phân thôi. Nó rất là thấp cho các bạn đó, các bạn sử dụng một cái đèn. Và đây, đây là một cái đèn Rosen R135, Rosen R135 các bạn ha. Đây là phần cây kèm một cây Rosen. Cái clip này mình làm là mình phân tích giữa cây Rosen và cây HD120. Cái HD120 hiện tại thì mình làm 8 năm nay á, thì được anh em tin tưởng và gọi là rất là nhiều. Mình làm hàng tháng, mình bơm, mình sản xuất ra cho cơ sở sản xuất đèn guitar long tầm khoảng 500 cây. Thì hiện tại đang được anh em và gọi là cả nước đang dùng rất là nhiều. Thì cái dòng này là dòng Rosen R135. Thì cái dòng Rosen R135 này theo mình được biết những cái clip review, họ hay nói là cái mặt gọi là gỗ solid. Nhưng mình á, mình tìm hiểu và mình cầm cái đàn thì mình nói là cái mặt này là bằng gỗ ép. Gỗ ép 100% là gỗ ép ha. Thì cái đàn này vừa phóng đờ vừa ngờ, có thể là vừa lâu dài thì nó có bị vung mặt. Nó bị vuông mặt, có nghĩa là phần này nó sợp lên, phần này nó bị rút xuống, hoặc là có thể bung ngựa này bất cứ lúc nào mà mình sẽ không biết được đó. Còn lưng hông của cây đàn này là quán ép, quán ép. Các tại sao mà mình nói lưng hông của cây đàn này là quán ép? Tại vì khi các bạn nhìn thẳng vào thùng này, quán ép nó rất là rõ đó. Ở bên trong thùng là một cái màu khác, nhưng bên ngoài nó một là màu khác. Thì mình không có phải là mình phân tích cái này để mình chê về cái đàn Rosen này hết. Tại vì bên mình vẫn bán Rosen, nhưng mà mình phân tích về vấn đề kỹ thuật trong tầm giá để cho các bạn chọn, để cho các bạn chọn đó. Còn cái cần đàn này là nó làm bằng một cái loại gỗ tạp thôi, không phải là một cái loại gỗ gì hết. Tại vì ở trong này là nó là mùn cưa, mình đã tìm hiểu kỹ, một cái loại gỗ rất là yếu, cho nên cái cần của cây Rosen này có thể là nó hay bị giặt. Và cái đàn này là bên Rosen họ đã canh rồi, bên Rosen họ đã canh rồi, cho nên mình sẽ kiểm tra action này. Cây này action của nó là 3 ly, nó hơn tới 0,5 ml mà vừa rồi cái cây HD120 của mình phân tích cho các bạn đó. Cái đàn này vẫn làm bằng một loại khóa đúc giống như cây HD120 thôi, nhưng mà kết cấu chỉ có phần thùng và phần gỗ, kết cấu và kỹ thuật thì đỡ đó, thì đỡ cho các bạn xem và chọn. Nhưng mà bên mình vẫn ưu tiên vào cái dòng HD120, tại dòng này là full solid mà hiện tại trên thị trường rất là hiếm. Trên thị trường cả nước bạn mà muốn sản xuất ra được một cái dòng đàn mà tầm giá mà dưới 2 triệu mà được full gỗ như thế này thì rất là hiếm. Mà cái đàn HD120 các bạn nhìn cái phần gỗ của nó rất là tốt đó. Đây là một cái clip vừa là cái phần kỹ thuật đơn giản để cho các bạn được theo dõi. Còn cái clip test của cái dòng đèn HD120 này sẽ có những cái khách hàng họ mua tại Guitar Long họ test, hoặc là phần Rosen này họ test tại cơ sở sản xuất đèn Guitar Long, thì mình sẽ quay trực tiếp bạn mà không qua cắt ghép chỉnh sửa gì hết. Đợt đó các bạn sẽ xem clip mà các bạn tìm hiểu, các bạn cảm thấy cây nào hợp với mình các bạn chơi. Nhưng mà cái dòng HD120 này hiện tại mình vẫn đang gọi là trong tầm giá dưới 2 triệu, thì mình khuyên các bạn nên dùng đèn HD120 tầm giá chỉ 1,2 triệu vừa với túi tiền của mình, mà được cái âm thanh của cái cây đàn gọi là hay, đầy đủ chức năng hết, có tư chỉnh công cầm, có bộ khóa đúc đó. Cần đàn là được làm bằng một loại gỗ thịt, gọi là gỗ hồng đào luôn, cho nên độ giữ cần rất là chắc đó. Còn cái dòng Rosen R135 này thì các bạn cũng có thể là xem kỹ ha, tại vì mình khi mình làm đàn mình nhập về mình chơi thì mình cũng cái âm thanh của hai cây nó tương đối nhau thôi, nhưng mà cái dòng quán ép thì nó sẽ không có độ sâu của nó, sẽ không có bằng cái dòng gỗ thịt full solid của mình đó. Còn các bạn nào có muốn thắc mắc về cái hai dòng đàn này mà muốn tìm hiểu kỹ hơn, có thể gọi điện qua cho mình qua số điện thoại 0987646639, hoặc là các bạn xem cái YouTube của mình để lại số điện thoại, hoặc là vào Zalo của số mình luôn, hoặc là inbox trực tiếp trên fanpage của Guitar Long thì sẽ cho đích thân mình sẽ trả lời tư vấn cho các bạn. Mong các bạn là khi các bạn hỏi thì phải đầy đủ tin nhắn cho mình một chút, tại vì tất cả các tin nhắn của các bạn đều do chính mình rep hết, mình trả lời hết, cho nên mình mong muốn những bạn nào thật sự cần thiết thì có thể vào để cho mình tư vấn, hoặc là nếu các bạn nào cũng muốn tư vấn kỹ thì cứ để lại số điện thoại cho mình sẽ trực tiếp mình liên hệ với các bạn để mình giải đáp những thắc mắc của các bạn. Và clip của mình hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi cái clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.